Người được chọn làm thinh nêu trong teaser Fontaine nhá hàng tất cả các nhân vật layerable ở Fontaine lại là phản diện chính Alecchino. Giờ thì tất cả mọi clip về việc chị hiểu như hữu cho nào đó thì đều tan biến rồi ha. Xin lỗi con yêu vì sự đến muộn này, nhưng mẹ của mày mỗi ngày đều thích một anh. Không biết đường nào mà lần, không thể biết thằng bố của mày là ai cả. Thế nên là đợi nhá. Trời trong năm đêm đông bút xa kia xa bớt lạnh, đôi tay dấu ước mong rõ rõm hy vọng càng mong manh. Vui trốn tổn thương, tôi còn tìm mày đơn phương. Chờ đợi một người sẽ tiếc chẳng có cơ hội. Điều gì nhìn tâm sự im lặng một vì người chưa lấy đôi vai này. Rồi mai còn quên anh không một vòng tròn tối tăm không sao lối. Đó là những gì mà anh thật nên tất cả đâu. Theo như thông tin mới nhất hiện tại thì Tứ Thần sẽ không về ở phiên bản 4.0. Vậy thì chúng ta có thêm thời gian để tích nguyên thạch rồi ha. Là trang quân tư, một chàng là trang quân tư đế vương nước Nam Huy Hoàng. Bao nhiêu mỹ nhân sao trắng đặng mà, còn nàng là nàng phiêu nữ xuất thân kiếp phu dân thường. Si hành lướt ngang vua lấy làm thường. Tương tư nàng chiến ngai vàng, bao nhiêu chính sử vua trắng nhẹ ngang. Bao đêm tàn trong mơ màng, nụ cười duyên dáng làm lòng vua mang nhớ thương ngổn ngang. Anh đánh rơi, vươn rơi đôi tay ôm thầm mây anh không có. Khi ngày hôm nay còn lại gì ngoài lý do? Nhìn áng mây mong mơ anh bay lướt qua thật nhanh. Anh ngỡ ra rằng chính câu trả lời. Anh nói ra toàn sách giáo khoa em thường đọc rồi. Trời trong xanh biết thấy anh vẫn còn. Tọa độ 4 điểm A B C D này tìm nào hả? Tìm nào? Đã thấy mình ngu như lợn chưa? Đừng có tưởng là cắm đầu cắm cổ vào học nhé, mà hơn được người. Đánh nhau không phải quân đông mà thắng đâu con ạ. Bố mày bẫy cho một cái thì...
Chúc đã vào sầu.